Xin kính chào cả nhà, kính chúc mọi người có một ngày bình an và vui khỏe. Trân trọng giới thiệu đến mọi người truyện ngắn Gặp lại người xưa của tác giả Nguyễn Thị Thanh Dương. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tôi trang điểm xong và sửa soạn thay váy áo chỉnh tề, mà lòng vừa rộn ràng vừa hồi hộp. Chốc nữa ra mắt cố nhân sau 50 năm bặt tinh xa vắng. Anh có nhận ra cô gái xinh xinh tuổi 20 ngày xưa anh đã từng tương tư và thề nguyện sẽ cưới làm vợ không nhỉ? Còn anh ấy, tôi không quên mái tóc bồng bềnh của chàng sĩ quan hải quân mỗi lần anh về phép thăm tôi. Và tôi từng mơ là thi sĩ để dệt nên những vần thơ trên tóc anh. Bây giờ tôi đã 70 và anh đã 75 tuổi đời rồi. Tôi và Nguyễn yêu nhau được hơn một năm, vào lúc cuộc chiến khốc liệt mùa hè đỏ lửa năm 1972, anh bỏ dở học hành vào đời lính biển. Tình yêu càng ngày càng xa cách, càng nhiều nhớ thương chất ngất. Tôi và Nguyễn luôn khao khát chờ mong một ngày hai đứa sẽ nên duyên chồng vợ. Bao nhiêu năm qua chuyện tình xưa và hình ảnh Nguyễn chỉ còn là kỷ niệm đẹp, rất đẹp để đôi lần có dịp nghĩ lại, tôi thấy nhớ thương và nuối tiếc bâng khuâng. Bỗng tuần trước, tình cờ trên Facebook, Nguyễn liên lạc với tôi. Thế là kỷ niệm sống dậy, cứ như tôi vẫn là cô gái tuổi 20 ngày ấy. Cả hai vui mừng thăm hỏi nhau. Nguyễn sau cuộc hôn nhân dài đổ vỡ, hiện đang sống một mình. Còn tôi cũng một mình vì chồng tôi đã qua đời vài năm nay. Hai chúng tôi ở cùng tiểu bang, ở hai thành phố lân cận nhau, cách 2 giờ lái xe. Nguyễn đã mời tôi một buổi tái ngộ để anh được trực tiếp giải bày, xin lỗi và hàn huyên thăm hỏi nhau nhiều hơn. Để thuận tiện cho tôi, điểm hẹn sẽ là một nhà hàng trong thành phố của tôi và anh sẽ lái xe đến. Anh chọn nhà hàng tao ngộ, vừa có ý nghĩa, vừa nổi tiếng thức ăn ngon. Tôi sẽ đến trước giờ hẹn nửa tiếng vì háo hức và tò mò, muốn trộm nhìn anh xem dung nhan ấy bây giờ ra sao, như trong lời một bài hát. Và tôi sẽ có thì giờ sửa soạn điệu đàn vào gặp anh sau. Thật là thú vị. Đến khu parking nhà hàng tao ngộ, tôi lượn xe chậm chậm tìm chỗ đậu vì chiều cuối tuần nhà hàng đông khách đông xe. Tuổi về già từ lâu tôi đã biết điều, luôn tìm chỗ đậu xa, vắng vẻ để dễ vào len khỏi đụng chạm đến ai. May quá, có một chỗ trống, tôi cố lái xe vào, thế mà vẫn suýt nữa đụng xe bên cạnh. May mà tôi thắng kịp. Tức thì một người đàn ông hói đầu từ trong xe hung hăng bước ra thô lỗ quát to. Này này, không có mắt à? Mắt mũi để trên trời à? Nói xong, ông đóng cửa xe cái rầm, bày tỏ sự tức giận và vội vã bước đi. Tôi ngượng ngùng vì chưa kịp nói lời xin lỗi, chỉ biết nhìn theo bóng dáng to kền của ông với chiếc áo khoác màu da bò đang hối hả bước vào nhà hàng. Tôi bước ra khỏi xe, nhìn lại chỗ đậu xe của mình, thấy rõ ràng đậu lệch méo mó lấn sang len bên cạnh. Thật đáng đời, nghe ông kia quát mắng, may mà chưa đụng làm trầy da tróc vẫy chiếc xe của ông ấy. Chắc ổng sẽ nắm áo tôi mà đòi bồi thường, vừa phiền phức vừa mất thì giờ. Tôi đi vào nhà hàng, hy vọng đừng đụng mặt ông ta lần nữa, mất hứng cho giây phút hẹn hò của tôi với cố nhân. Tôi thong thả từng bước vào nhà hàng và kín đáo tìm chỗ khuất để Nguyễn khó có thể nhận ra tôi. Theo ước hẹn của nhau, Nguyễn và tôi đều mặc áo màu trắng. Màu áo lính hải quân của chàng và màu áo học trò của tôi để cả hai cùng nhớ về một thời tình yêu trong trắng.
Nguyễn sẽ đến nhà hàng trước, đặt bàn và ngồi chờ tôi. Trên bàn có sẵn một bình hoa hồng đỏ. Tôi đứng nép một góc cửa phía xa, nhìn vào trong nhà hàng và sững sờ khi nhìn thấy người đàn ông áo trắng, đầu hói, đeo kính đen bệ vệ, ngồi một mình bên cạnh bình hoa hồng đỏ. Hoa hồng thì đẹp lắm và nên thơ lắm, nhưng chàng thì như một tay xã hội đen đang ngồi rình con mồi để trả thù ân oán giang hồ, chứ không phải là kẻ đang đợi người tình xưa. Nếu ông to béo màu mỡ này là Nguyễn, chàng hải quân vóc dáng chuẩn hào hùng thanh nhã ngày xưa của tôi đâu. Ngày xưa mỗi lần chúng tôi sánh vai dạo phố thế nào, mấy cô thế thiếu nữ cũng có kẻ phải quay đầu lại để suýt xoa. Chàng hải quân đẹp trai quyến rũ làm cho tôi tự hào biết bao. Và mái tóc bồng bềnh nếm bao nhiêu mùi vị biển mặn nắng gió phương xa của chàng hải quân lãng tử đâu. Tôi an ủi, mình cũng già đi rồi, cũng thay đổi rồi, toàn đồ giả trên người thì đòi hỏi chi nữa. Nên lại hân hoan và khoan thai bước vào nhà hàng. Đứng trước mặt người đàn ông áo trắng, đeo kính đen, tôi nhỏ nhẹ cất tiếng. Anh ơi, anh có phải là anh Nguyễn không? Ông ta nhìn tôi hồi lâu rồi mới từ từ tháo kính đen ra. Chắc đôi mắt láo liên của chàng sau màn kính đã tha hồ xăm soi lướt nhìn tôi từ đầu đến chân để đánh giá tôi rồi. Chàng có phát hiện ra mái tóc giả của tôi không? Phấn son che giấu những vết nhăn, vết nám trên gương mặt tôi không? Chiếc ví xách tay hàng hiệu đẹp sang trọng cũng là hàng giả, hàng nhái, chàng có biết không? Ôi trời ơi, còn tôi đã nhận ra ngay cái bản mặt của lão hói đầu lúc nãy mắng tôi xa xả chỗ bãi đậu xe. Không lẫn vào đâu được vì tôi nhìn thấy cái chiếc áo khoác màu da bò lão ta vắt trên thành ghế bên cạnh. Tôi thỏ thẻ, xin lỗi, chắc tôi nhầm. Tôi lắp bắp nói xong định quay đi thì chàng gọi lại. Anh đây nè, anh là Nguyễn đây mà. Tôi thẫn thờ ngồi xuống ghế vì đã qua cơn choáng. Đã tỉnh trí ra, Nguyễn chứ còn ai đâu vào đây, dấu hiệu mặc áo trắng, bàn có bình hoa hồng rành rành ra kia kìa. Chỉ tại chàng đeo thêm đôi kính đen mà thôi. Bồi bàn đến, chúng tôi gọi món ăn và bắt đầu nói chuyện. Bây giờ đối diện tôi nhìn Nguyễn kỹ hơn, nét đẹp trai hiền lành tao nhã ngày xưa đã thay thế bằng nét cau có, đăm đăm của một ông già khó tính khó nết. Có nhà nhân chủng học nào, nhà tâm lý nào nghiên cứu giùm tôi tại sao thời gian lại có tài biến đổi lạ lùng đến thế không? Chàng không hề nhận ra tôi, mụ đàn bà vô duyên sớn xác, đậu xe không nên thân vì lúc ấy tôi còn trong xe. Biến cố năm 1975, chàng đã lên tàu ra khơi và sau đó không thể liên lạc được với tôi nữa. Đường đời chúng tôi hai ngã rẽ, tôi không trách móc gì chàng. Bao số phận con người đã chìm trong bể dâu cuộc đời, nào đâu phải chỉ hai chúng tôi. Nguyện kể công, anh đã đến sớm nửa tiếng trước giờ hẹn để chọn bàn, chọn chỗ ngồi cho buổi tái ngộ này. Tất cả là chỉ vì em đó. Tôi cảm động quá. Chàng cũng như tôi đều đến sớm vì nao nức chờ mong. Và tôi tha thứ cho chàng tội thô lỗ mắng tôi lúc nãy. Chàng không biết đó là tôi vì chàng đang vội vào nhà hàng. Ăn uống và chuyện trò xong gần 2 tiếng đồng hồ. Bồi bàn mang đồ tráng miệng ra cùng một cái dĩa có tờ bill tính tiền. Chàng cầm lên xem và bất mãn kêu lên. Trời ơi, ăn chỉ có 2 người mà hết 160 đồng, kể cả tiền tiếp. Nhà hàng này chém ngọt quá. Chắc họ tính tiền cả bình hoa hồng nữa anh ạ. Chàng xót xa lẩm bẩm. Chúng ta có ăn được bình hoa hồng này đâu. Trưng bày xong, lát nữa họ lại cất vào mà. Tôi ái ngại giùm chàng.
Chẳng lẽ tôi móc bóp trả tiền làm mất mặt chàng quá, nên đành im lặng để cho chàng thể hiện sự ga lăng như trước kia chàng đã từng ga lăng mỗi lần về phép là mỗi lần tôi đều có quà tặng hậu hỷ. Nhưng chàng đã tiếp làm tôi giật cả mình. Anh và em chia hai, mỗi người trả một nửa là 80 đồng nhé. Tôi còn đang bàng hoàng, chàng thản nhiên giải thích. Anh đến Mỹ năm 75, quen sống theo kiểu Mỹ từ lâu rồi. Mời đi ăn chung, nhưng phần ai nấy trả. Tôi lấy lại bình tĩnh. Thì em cũng đến Mỹ năm 75 mà, em hiểu mà. Tôi mở bóp lấy ra 80 đồng để trên bàn, cạnh 80 đồng của chàng. Thôi tạm biệt anh, cảm ơn anh một buổi chiều tái ngộ. Tôi đứng lên và bước ra khỏi nhà hàng. Chàng cũng vội bước theo. Tôi bước nhanh, chàng tuy to béo cũng cố bước nhanh và hụt hơi gọi vì thấm mệt. Này em. Tôi khựng bước lại. Hay là chàng hối hận đã bắt tôi hùng trả tiền ăn và muốn nói điều gì tình cảm gì đó trước khi chia tay cho tôi đẹp lòng. Chàng đã kịp tới và vừa thở vừa nói. Này em, nãy giờ mình nói chuyện đủ thứ mà anh quên chưa hỏi em một điều quan trọng. Tôi chờ đợi. Vâng, anh cứ hỏi. Chàng khẩn khoản. Anh muốn biết tiền hưu trí mỗi tháng em lãnh bao nhiêu, có tương đương với anh không? Để khi chúng ta quyết định nối lại tình xưa về sống chung bên nhau, không ai phải thiệt thòi, thế thôi. Tôi nhìn thẳng vào cố nhân, người đã từng làm tôi thổn thức tiếc thương và trả lời dứt khoát không còn thương tiếc gì nữa. Chúng ta tái ngộ tâm sự chuyện 50 năm qua, chứ em chưa hứa hẹn về sống chung với anh và sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Vì thế, anh khỏi phải tính toán trước cho mất công. Nguyễn thất vọng, mặt trở nên lạnh tanh và ngạc nhiên thấy tôi đi cùng hướng. Ra tới chỗ đậu xe, chàng mới hiểu khi tôi mở cửa xe chui vào. Tôi nói, em dè xe nếu đụng xe anh đừng nổi cáu mắng em là đồ không có mắt nhé. Trong khi tôi đang toát mồ hôi, nhích từng chút một, quẹo tới quẹo lui cho cái đuôi xe méo lệch ra khỏi len, tôi còn nghe giọng anh ta thô lỗ vang lên y như lúc ban đầu. Thế mà làm người ta mất thì giờ đến đây, lái xe cả đi lẫn về hết 4 tiếng đồng hồ và tốn hết nửa bình xăng. Trân trọng giới thiệu đến quý vị truyện ngắn Sự tàn nhẫn của thời gian của tác giả Song Hà. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hội khóa kỷ niệm 20 năm ngày ra trường, ý ới mãi cả tháng trời trên Facebook, cuối cùng cũng gom được hơn 20-30 người. Họp hành, phát hoa tặng quà và đọc diễn văn xong xuôi, cả hội thuê một cái xe khách giường nằm, nhắm hướng Sầm Sơn thẳng tiến. Trên đường đi không khí náo nức vô cùng. Lại nói về mấy đứa đi theo đoàn lần này, đa số trong đó là công chức làng nhàn, không giàu không nghèo. Vì bọn giàu thường chơi lẻ nhóm nhỏ với nhau, bọn nghèo thì mặc cảm không dám đi, vì đi cũng không biết nói chuyện gì. Trong đó có dăm ba cặp ngày xưa thì thích nhau theo kiểu đầu mày cúi mắt, tay chưa nắm được, vếu chưa được sờ. Nói chung tinh thần và tâm sự đầy ẩn ức, giống như lời bài hát cái gì mà tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau, mà bọn hàng rong ngày ngày vẫn hay mở. Đến nơi, sau khi nhận phòng xong, cả bọn lục tục kéo nhau xuống bãi biển. Biển mùa này gió thổi lồng lộng, phong cảnh rất nên thơ trữ tình. Nhưng có đến bãi biển mới biết sự phũ phàng và tàn nhẫn của thời gian. Đám đàn ông bắt đầu cởi trần, khoe đủ các loại hình thái bụng. Thằng bụng ỏng, đít teo như suy dinh dưỡng lâu năm. Thằng bụng như bụng bò, chân như hai que nhang cắm vào bên dưới, trông tếu không chịu được. Lại có đứa bụng chảy gấp nếp như ruộng bậc thang, lúc nằm ngửa chỉ thấy có mỗi cái bụng bia nổi lên phền trên mặt nước.
Mấy đứa soi bụng của nhau xong, quay qua bình luận. Một đứa nói, tuổi này kể cả không béo, bụng vẫn to như thường. Thằng khác lại bảo, tại ngồi nhiều quá, lại ít vận động nữa, nên béo bụng. Đứa bụng ỏng nhất xua tay phản đối. Nói đâu xa, tao chiều nào cũng chạy bộ như trâu hút, mà sao bụng vẫn to. Bên kia chiến tuyến, đám chị em lác đác có đứa tắm, nhưng tắm kiểu chuồn chuồn đạp nước, hầu hết diện váy dài lướt thước, xách giày dép lững thững trên bờ như đi ngắm hoàng hôn, thật là lãng mạn và thi vị vô cùng. Vài thằng mò lại hỏi bằng được tại sao bọn con gái chúng mày không xuống tắm. Đáp lại có đứa chỉ cười, nụ cười cực kỳ tinh tế và bí ẩn. Có đứa bảo đang ốm nên kỵ nước, có đứa thì lại kêu sợ sứa cắn, có đứa lại than thở nước biển không được sạch lắm, sợ viêm da. Thấy chúng hỏi quá, mình kéo mấy thằng lại bảo, chúng mày tồ bỏ mẹ, tuổi này giờ chúng nó cởi phát ra, tao đảm bảo chúng mày không còn hứng thú đi hội khóa nữa. Rồi bao nhiêu kỷ niệm đẹp, ký ức đẹp đẽ, thơ mộng về nhau tan tành hết. Khi trước mặt chúng mày không phải là nữ sinh ngây thơ thơ, trong ngọc trắng ngà nữa, mà toàn là những mẹ xề, bụng mỡ, nhét mãi mới tống được đống của nợ ấy vào cặp quần. Đã thế, ngực niếc vú vê đi đâu hết, nhóm thật khéo cũng chỉ bằng quả chanh héo, tức là ngực chỉ còn mang tính ví dụ mà thôi. Thế mà chúng mày còn bắt chúng nó diện bikini hai mảnh, ưỡn ẹo dưới nước. Chúng mày ác với nó vừa vừa thôi chứ. Cả bọn nghe xong, lim dim mắt nói, à ra thế nhỉ, đúng là không có gì tàn phá con người bằng thời gian. Trông long lanh trên phây thôi, chứ bỏ ra thành chanh thành mướp nhàu nhĩ hết mịa cả rồi. Thời gian, ôi thời gian. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.